À, kính thưa quý vị, và tiếp sau đây cũng là một ca khúc mà được ca sĩ Quang Lê thể hiện rất thành công, nói về một câu chuyện của một chàng trai và một cô gái yêu nhau. Và chàng trai rất là yêu tiếng đàn và cô gái rất là yêu tiếng đàn. Và lúc đầu thì là anh chàng đánh đàn rất là dở, nên được người bạn gái xúi lên thành phố để học đàn. Và khi học đàn tốt rồi, vì anh trở lại quê xưa để tìm người yêu, nhưng người yêu đã theo người đánh đàn hay hơn cả anh này nữa. Chính vì vậy mà lúc này anh mới biết rằng là tiếng đàn của mình không còn ý nghĩa gì cả, và anh quyết định đập bỏ cây đàn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc Đập Vỡ Cây Đàn với tiếng hát ngọt ngào của anh Nguyễn Bình. Vâng ạ, anh Nguyễn Bình đang ngồi đâu ạ? Xin mời anh. Bình Còi xin kính chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Đập nó vỡ cây đàn giận đời, đập nó vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi, đập nó vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi. Giận người điện đáo quên đời. Đập nó vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen. Giận đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu là lên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin làng. Nàng đâu, nàng đâu, làng đâu, làng đâu. Người báo tin buồn làng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương làng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biết ní. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen. Giận đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu làng lên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tìm làng đâu, làng đâu, làng đâu, làng đâu.
ràng đâu. Người báo tin buồn lặng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương làng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biết ní, đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Đập vỡ cây đàn giận người đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay.